Ông để mua cái chữ đó hả? Ông đi mua cái kiểu gì kỳ cục vậy? Tắt cái máy giùm đi. Rồi nó cắt cổ à. Ông đi mua cái kiểu gì kỳ cục vậy? Sao mà không thấy lá gì hết trơn vậy trời? Mua thuốc hai lá. Cũng là cái đít dưới đã không? Nè. Đít như củ khoai lang đã gì luộc á. Không xài được. Cái mua cái gì? Cái quả viên ngoài vườn á. Ngoài vườn mình cây nhóc. Quả viên ngoài vườn nha. Đồng đẻo lại. Cái con chuột chuỗi ngày hôm qua bây giờ bác Cảnh làm thành con gì rồi bác ạ? À? Thành... Nè chuột chuỗi nè. Có đuôi nữa nè. Nó có cái đuôi nè, nó hai cái đuôi này chắc cũng làm được sậy. Sậy. Lết ta. Quên chết ạ. À. Chuyên canh ra cũng đẹp á, thành bằng nhôm mấy bạn ơi. Nghệ nhân Cảnh lúc này sao vui vui quá. Nghệ nhân Cảnh nào mà góc cái góc mai người ta cạnh mình nhôm. Cây mai này bảo đảm Tết bán tao không mua. Có cái bông gì đâu mà mua. Đọc giới đọc la nè. Thế là số nè. Giờ xem mặt lục quá nè. Rồi cây này bán nhiêu hết rồi đi. Cây này bán có chừng 4 tờ. 4 tờ là bao nhiêu người ta không có hiểu. Nói tiếng Việt Nam coi. 2 triệu á. 2 triệu các bạn. Bạn nào thích thì ủng hộ lão Cảnh nha. Đục đẻo sáng giờ cũng đói rồi đó. Đây này nó có cái đuôi cũng đẹp ha. Ồ, để cái đuôi dảnh dảnh luôn nè. Chỗ này có khi nào nó mọc từng nổi không? Mọc chứ. Mọc vừa thành ra cái gì rồi? Cái đuôi lát mà tôi nó nhõng nè, cọc chính giữa tôi đục rồi. Đục rồi không? Cọc này nãy tôi anh cắt đó rồi nó đụng đát để nó nhõng. Nè, cái chỗ này là bắt Cảnh khử chỗ này ra cho nó lòi cái rễ luôn rồi. Cái này đẹp nè. Đó. Bắt khúc nho. Bắn khúc nho, bớt rồi nhận nè, bắn khúc nho nhét xuống rồi. Nhét không nổi đâu, nó bung lên, bung. Đây này bộ đế cũng lạ lạ ha. Đẹp trai chưa? Đẹp trai. Anh sắp phải đi du lịch, không biết dùng nào. Rồi quý anh chị nào thích cây mini này thì liên hệ với Hoa Kiểm Phước Vinh nha quý anh chị. Số điện thoại là 0939 505 472.